Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày 21 tháng 5 thì cả Xuân Đỉnh tiếp tục cập bến cho các bác những cặp loa bá nhật và phân khúc, cũng như video ngày hôm nay mà Xuân Đỉnh dành cho các bác là những cặp loa của hãng Sơn Xui, toàn là những dòng loa bát to, bát 38, bát 40. Thì hôm nay có hai model, cặp Sơn Xui SP 5500X bát 38, hai chung, một tép kèn và một tép còi, loa thì gọi là chi chít để các bác nghe nhạc vàng nhạc xưa thì sẽ thể hiện được đủ các giải cũng như độ chi tiết về âm thanh. Cặp ở phía bên trên là cặp Sơn Xui SP 7500X, đời cao hơn 5500. Thì cặp này nó là bát 40, một chung 25, hai tép giấy và một tép kèn. Đấy, 2 4 5 loa trên một thùng. Toàn là những dòng gọi rất nhiều dòng loa nhiều mồm hay là gọi là thùng nhiều loa cũng được. Thì hai cặp loa này Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết trong video buổi tối ngày hôm nay để phục vụ cho các bác, cũng như báo giá công khai. Mức giá bán này nó cũng rất là mềm. Nếu bác nào mà cần những cặp loa thì thứ nhất là về trưng bày, thứ hai là những cặp loa mang tính chất là hoài cổ để các bác ghép vào những bộ đầu bằng cối đĩa than. Thì đây là hai cái model rất là đáng chơi của hãng Sơn Xui. Thiết kế loa đẹp, thùng cao to hầm hố và loa thì rất là gấu, mà giá thì lại là hàng bình dân. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết từng cặp cũng như báo giá cho các bác. Ở đây thì nay Xuân Đỉnh đang ghép là một chiếc âm ly Kenwood. Dòng Kenwood này là Kenwood model của nó là Kenwood. Đây Xuân Đỉnh đã tìm model của nó là KR5010. Âm ly đài có hai đèn vu này. Còn đây là đèn giò đài, hai đèn vu kim vẩy các bác nhé. FM108. Âm ly này thì sướng nhất là có điện là 220V, rất là tiện dùng. Giá cũng rất là hợp lý luôn, các bác có thể là mua cả bộ trong video ngày hôm nay cũng được. Chiếc âm ly này cái quan trọng nhất là điện 220V FM full tần số 108. Đấy, thì các bác chú ý kỹ, bác nào cần những chiếc âm ly điện 220 thì alo Xuân Đỉnh. Bây giờ thì Xuân Đỉnh mời các bác quay chi tiết cùng Xuân Đỉnh. Cặp đầu tiên, cặp ở phía bên trên, đó cặp Sơn Xui SP 7500X. Cặp này thì thông số nó cũng có ở đằng sau luôn rồi. Xuân Đỉnh sẽ quay một chiếc ở đằng sau, các bác có thể nhìn rõ này. Đấy, góc cạnh thùng thì rất là đẹp rồi. 7500X thì đây là cái thông số cặp loa. Đấy, à, một bát, à, đây là một bát woofer này. Đây là bát 40, một chung 20, hai tép và một siêu tép, trở kháng 8 ohm, công suất của nó 130W. Đấy, thông số ghi rõ luôn. Trọng lượng của nó là 21,7 kg. 21,7 kg. Kích thước chiều cao 66, chiều ngang 44 và chiều sâu của nó là 28. Đây là thông số của chiếc cặp loa Sơn Xui, được ghi luôn trên thùng loa. Thiết kế loa rất là hầm hố. Còn sẽ quay về trước mặt cho các bác. Góc cạnh thùng thì đẹp mini rồi. Căng cước thì căng mắt cáo, mắt võng. Căng mắt võng và bên trong thì có một cái lớp vải bên trong nữa. Dòng này sử dụng là một bát 40,6 cm, một chung 20, hai tép giấy và một tép kèn. Có một lỗ thông hơi phía trước. Dòng này thì từ những cái kiềng loa rất là chất, dòng này xếp sử dụng là gân vải xếp màng giấy nên loa này thì nó rất là bền, còn nguyên chất bụi. Đấy, cặp loa tuyển chọn về cho các bác là còn rất là đẹp, góc cạnh thùng căng cước, nói chung là nó vẫn là loa cũ đã qua sử dụng chứ không phải là loa mới tinh. Ở những dòng này thì các bác ghép tốt với những dòng âm ly đài của hãng Sơn Xui cho đồng bộ, hoặc các bác ghép vào những dòng âm ly Pioneer, những dòng âm ly cổ. Đấy, các bác ghép những dòng này thì nghe nhạc vàng nhạc xưa rất là hay. Chung 20 là một trong những dòng có cái phần loa chung rất là chi tiết, vì loa chung rất là to rồi nên nghe chung âm thì nó rất là mộc và nghe rất là sáng tiếng. Mà bát của nó là bát 40, loa có một tinh chỉnh ở phía trước, loa đẹp.
đã test là hoạt động tốt tất cả các tính năng. Cặp loa này thì Xuân Đình đang bán mức giá chỉ có 13.500 từ cái căng cước cho đến góc cạnh thùng tuyến loa. Vì đây là hàng tuyển chọn các bác, từ cái hình thức góc cạnh thì Xuân Đình đã chọn kỹ nữa mà. Đấy, rất là đẹp, giá tiền thì mềm mại, bát 40 mà giá nó chỉ có hơn chục triệu thôi. Hôm nay các bác trưng bày cũng như nghe nhạc rất tốt, với diện tích phòng 30-40 m², bày mang tính chất hoài cổ rất là sang, giá này rất là mềm. Sơn suối SP 7500X, mức giá là 13.500.000 đồng. Cặp ở phía đằng sau thì nó là cặp sơn suối SP 5500X, đàn em của 7500. Thì cấu hình của loa thì cũng ở phía đằng sau, ghi luôn thông số của loa rồi. Đây thì Xuân Đình quay thật gần các bác thì nhìn thấy rõ này. Một bát 38, hai chung 13, một tép kèn và hai số tép này, super chép. Độ nhạy là 98 dB, trở kháng 8 ohm, công suất 120W. Ở những cái loa này thì nó trọng lượng của loa là 21,9 kg. Trọng lượng của loa cũng như kích thước góc cạnh thùng thì đây cũng là cặp loa rất là xuất sắc. Và một thùng của nó thì có một loa bát, hai chung, một tép và một siêu tép, loa thì rất là nhiều. Mỗi một cái loa ở đây thì nó đều có một cái thiết kế riêng. Cho nên là cái cấu hình của loa thì nó cũng là lá là giống nhau. Đấy, một bát 38, căng cước còn đầy đủ hết. Đây là căng. Duy nhất chỉ có một cặp thôi. Bát 38 gân vải xếp bằng giấy, hai chung, một tép kèn và một tép còi. Căng cước đầy đủ, góc cạnh thùng đẹp. Đời nó sẽ thấp hơn thì giá sẽ mềm hơn một chút. Thì cặp này Xuân Đình giao đơn với các bác mức giá là 12.500. Tức là hai cặp loa này thì chênh nhau là 1.000.000 đồng. Nhưng cấu hình nó thì cũng đều là lá giống nhau. Thì các bác lựa chọn cặp nào thì các bác cứ alo cho Xuân Đình. Và loa thì đã test là đều hoạt động tốt. Còn chiếc âm ly ở đây mà Xuân Đình đang ghép đó là âm ly Kenwood, có model là KR5010. Hàng này là có đa cầu điện, có điện 100 và 220V. Hiện tại Xuân Đình đang để điện 220. Vì những dòng đời xuất thì có điện 220 thì FM này, nó mới có tần số là 108. Đấy. Âm ly có chỉnh bass check trực tiếp trên máy, ba lăng có nâng nốt volume. Kết nối thiết bị bên ngoài qua điện thoại máy tính có đường Play 1, Play 2, ở sau hay còn gọi là Tab 1, Tab 2. Đấy. Ngoài ra nếu các bác không muốn nghe đài thì các bác chỉ không muốn nghe nhạc thì các bác có thể nhả ra. Đấy. Để các bác cho đài. Tin tức đến tận sáng nhưng rồi không ai sống sót. Đài bắt rất nét. Thật sự chú ý nhé. Hà Nội ngày mai thì sẽ có mưa vào khoảng chiều tối và đêm, đặc biệt là mưa rào và dông. Ngày thì nắng gián đoạn. Chiếc âm ly này thì nó rất là tiện dùng. Thứ nhất là các bác nghe đài, nếu như không muốn nghe nhạc thì các bác nghe đài, nghe radio để nắm bắt thông tin truyền hình trong nước cũng như quốc tế, rất là tiện. Thiết kế đẹp. Size của nó là size 47,5, mặt phay nhôm màu trắng. Sử dụng điện là 220V và điện 100 nên rất là tiện dùng mà không cần phải qua đổi nguồn. Sau con mình thì ghép tốt các loại loa bass 2530. Còn đây là một cặp loa cổ có độ nhạy 98 dB nên khi ghép lên chiếc con mình này thì tiếng cũng vẫn rất là tốt. Còn nếu như các bác mà nghe những cái cặp loa thông thường như những dòng loa thùng hay những dòng loa bass to thì các bác sử dụng tốt những dòng loa bass 2530. Thì đấy là cái khuyến cáo của Xuân Đình các bác. Công suất của chiếc âm ly này thì cũng khá là lớn. Công suất tiêu thụ đầu ra của chiếc âm ly là lên tận 330W này. Series của máy là 224049. Trở kháng đánh từ 4 ohm. Hôm nay thì đánh hai cầu loa là thẳng hàng từ bên trên xuống dưới nhá. Vế bên này là cầu A, vế bên này là cầu B. Đấy, không cẩn thận các bác đánh theo hàng ngang thì lại đánh nhầm đường vào. Máy móc là nguyên zin, test là hoạt động tốt cả phần đài lẫn phần nhạc. Chiếc âm ly thì đang có mức giá là 3.500.000 đồng. Âm ly Kenwood, hai đèn vu vẩy, âm ly đài, điện 220V, giá thì cực kỳ là mềm mại. Các bác có thể là mua cả bộ trong video ngày hôm nay cũng được. Video ngày hôm nay thì Xuân Đình xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng, và mọi thông tin thì các bác cứ alo trực tiếp vào Xuân Đình. Xin kính chào các bác và hẹn gặp lại.